Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa to trong những ngày vừa qua đã làm nhiều tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng của các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mưa lũ cộng với hồ Cửa Đạt xả lũ gây ngập lụt một số tuyến đường qua các xã của huyện Thường Xuân, làm trôi một ngầm tràn, tắc đường tại quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với lực lượng công an các xã thị trấn làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, nghiêm cấm các phương tiện qua lại tại các tuyến đường, vị trí ngầm tràn bị ngập. Hiện nay, mực nước sông Chu đã rút, song nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường tỉnh 519 qua huyện Thường Xuân vẫn rất cao, nhất là đoạn qua cầu Bản Láo và cầu treo Bản Mạ thuộc thị trấn Thường Xuân. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự của huyện đã cử lực lượng tiếp tục cắm chốt tại các vị trí này nhằm cảnh báo, hướng dẫn giao thông, đề phòng nguy cơ nước lũ dâng cao trở lại. Diễn biến phức tạp của thời tiết mưa bão nên là với tinh thần là trực 100% để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các đơn vị là huy động các lực lượng, đặc biệt là công an các xã thị trấn phối hợp để tổ chức tuyên truyền cảnh báo người dân, tổ chức ứng trực 100% tại các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra ngập lụt. Tại tràn Cao Khánh nằm trên đường tỉnh 518 thuộc địa bàn thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, nước đã xuống song vẫn còn ngập mặt đường. Đây là tuyến đường nối với huyện Cẩm Thủy. Mỗi khi mưa xuống thường xảy ra ngập tràn, có thời điểm nước dâng cao 1,5 đến 1,7 mét. Ủy ban nhân dân thị trấn đang bố trí lực lượng trực để phòng nước lũ về đột ngột để có biện pháp ngăn không cho phương tiện qua lại. Để mà đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông ở các mùa mưa bão thì đề nghị với tỉnh với huyện là xem xét để đầu tư nâng cấp cái tràn thành cái cầu để mỗi khi mà mùa mưa bão về thì nó không bị ách tắc giao thông và nó đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên cái tuyến đường. Mưa lũ những ngày qua đã khiến quốc lộ 15, 15C, 16, 27, 27B, 47 và 14 tuyến đường tỉnh bị ngập nước, sạt lở ta luy dương, đá lăn tại 180 vị trí. Một số đoạn tắc đường cục bộ. Lực lượng chức năng các địa phương và đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn Thanh Hóa đã phối hợp trực 24/24 giờ đảm bảo giao thông, nhất là tại các vị trí ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, cấm đường những khu vực nguy hiểm và phân luồng hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.